xăng tư nhân là bạn thấy à. Đó, logo cái xăng tư nhân, còn cái xăng Petrolimex đó thì nó sẽ có cái xăng của Petrolimex. Đây mình sẽ mở cái xăng Petrolimex đây. Đây là cái xăng của tư nhân luôn. Quốc lộ 60, đây mình sẽ đi ngồi kiếm một cái cây xăng nhận đây. Đây có cái xăng Petrolimex thì nó mình báo mình là cái xăng Petrolimex nha các bạn. Thì cái này nó cũng rất là có lợi khi mình di chuyển á. Cái xăng thì xăng này nó sẽ đổ uy tín. Mời các bạn sơ qua về màn hình với test Z900. Bộ nhớ RAM là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình IPS 9 inch, chế độ phân giải là 1024x600. Để mình sẽ thử cho thử. Mình sẽ mở cái trailer rồi đó. Các bạn thấy màn hình với Z900 900 cho mình cái độ ánh sáng. Bạn thấy không? Anh à, coi thấy màn hình Z900 ánh nắng chói vào nó vẫn nhìn rõ rất là rõ hình. Kiểm tra khả năng cái chống chói của mình với Z900 nha. Thì theo thông số nhà sản xuất cho biết là màn hình Z này có với khả năng chống chói sẽ cho rõ nét ở mọi góc nhìn dù có nắng hay là dưới đèn. Có thấy mình đang ở 11 giờ trưa đó, màn hình thấy không? Để mình quay cái máy ở bên góc này bạn cũng thấy. Mình quay lại bên đây. Có nhìn nắng biết mùa là bây giờ là 1 giờ trưa nha. Sẽ cùng kiểm tra cái phần bộ nhớ của nó. Đây còn tới trống tới 50GB. À, mình đã sử dụng hết 13GB, bộ nhớ tổng bộ nhớ là 64GB bạn thấy không? Thì mình đã sử dụng hết 14GB rồi, mình còn sử dụng được 50GB. Thì 50GB cho ăn thao hồ chép nhạc vào bộ nhớ máy luôn nha. Thì test qua hai cái game Liên Quân và PUBG BG Mobile thì cho cảm giác rất là mượt mà. Thì các bạn có thể bấm theo dõi kênh mình về lúc mà mình test cái game đó. Ngoài ra trên màn hình giấy test này nó tích hợp sẵn hai cái phần mềm mà bản đồ mà mình các bạn cũng mới thấy. Về đầu tiên là bản đồ điện cơ, bản đầu tiên là bản đồ Việt Việt Map, nó sẽ được tích hợp sẵn cho màn hình giấy test. Tốc độ giới hạn 50 km/h. Bản đồ Việt Map thì cái lợi ích của bản đồ Việt Map là nó sẽ thông báo bên đây là khi nào mà đến cái camera chụp hình, tức là mỗi một cái trụ đèn giao thông nó có một cái điểm camera chụp hình. Khi bạn gần tới thì bản đồ Việt Map nó sẽ thông báo camera chụp hình. Ở đây mình chạy quá tốc độ thì nó sẽ báo là quá quá tốc độ. Ở đường Sài Gòn á, thì những đường lớn á, mà khi mình rẽ phải hay rẽ trái gì mình buộc phải chuyển lane nào á, hoặc là lane nó được đi thẳng hay là rẽ thì ở đây nó sẽ thông báo luôn. Nhưng hiện tại thì ở đây mình không có di chuyển, hình như nó không có hiện lên. Rồi để mình vào thử màn hình Navitail để tích hợp sẵn à. Đã có tín hiệu vệ tinh. Đây Navitail thì mình rất là thích ở chỗ là nó sẽ thông báo cây xăng nào là cây xăng nha. Của Petrolimex, một cây xăng là cây xăng tư nhân nha. Ví dụ như đây là cây xăng tư nhân nè, đó nó sẽ có cái logo của cây xăng tư nhân là bạn thấy à. Đó, logo cây xăng tư nhân, còn cây xăng Petrolimex đó thì nó sẽ có cây xăng của Petrolimex. Đây mình sẽ mở cây xăng Petrolimex đây. Đây là cây xăng của tư nhân luôn. Quốc lộ 60, đây mình sẽ đi ngồi kiếm một cái cây xăng nhận đây. Đây có cái xăng Petrolimex thì nó mình báo mình là cây xăng Petrolimex nha các bạn. Thì cái này nó cũng rất là có lợi khi mình di chuyển á. Cái xăng thì xăng này nó sẽ đổ uy tín hơn. Ngoài ra về cái khả năng chơi game thì các bạn cũng thấy á. Chơi game trên màn hình giấy test thì mình cũng đã có một cái bài test về BOG Mobile và Liên Quân Mobile. Các bạn cũng có thể truy cập vào kênh của mình để xem mình đã từng test hai cái game này. Còn các bạn có muốn câu hỏi đặt thêm gì về màn hình giấy test có thể đặt câu hỏi bên dưới mình sẽ trả lời. Màn hình về màn hình giấy test Z900. Còn cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình, nhớ thấy hay thì share và like kênh của mình nha. Chào tạm biệt các bạn.